Những câu chuyện, hiện vật, hình ảnh lịch sử ghi lại những đóng góp của các đơn vị thuộc quân đoàn 1 trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử được trưng bày tại bảo tàng của quân đoàn đã có tác dụng tuyên truyền giáo dục, tiếp lửa truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay của đơn vị. Ghi nhận tại bảo tàng quân đoàn 1. Lắng nghe những lời thuyết minh từ hướng dẫn viên, say sưa nhìn ngắm, cảm nhận từng hình ảnh, hiện vật trưng bày, đó là cảm xúc của nhiều chiến sĩ khi lần đầu tiên được đến tham quan Bảo tàng Quân đoàn 1 và được nghe những câu chuyện lịch sử gắn liền với những chiến công của các đơn vị trong quân đoàn đã từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Em cảm thấy với mình rất là vinh dự khi được đến đây tham quan, được nghe kể lại những câu chuyện lịch sử. Em tự hào là mình là một người chiến sĩ của sư đoàn 390. Từ đó bản thân em cùng với những chiến sĩ khác sẽ cố gắng quyết tâm rèn luyện để nâng cao trình độ để xứng đáng với những công lao của những người đi trước. Nhân dịp kỷ niệm 68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2022, sư đoàn 390 quân đoàn 1 đã tổ chức cho gần 90 chiến sĩ trẻ tiêu biểu đến tham quan, học tập tại bảo tàng. Đây không chỉ là niềm vinh dự tự hào của mỗi chiến sĩ trong đơn vị mà còn là hoạt động giáo dục truyền thống có ý nghĩa, bởi mỗi hiện vật đang được lưu giữ tại đây đã là một phần lịch sử và là cầu nối để thế hệ trẻ, những người chưa từng biết đến chiến tranh thêm trân trọng và gìn giữ những truyền thống quý báu của quân đội và nhân dân ta. Thì chúng tôi thấy rất là tự hào, chúng tôi thấy rất là vinh dự và cũng từ những cái vinh dự tự hào đó thì cán bộ chiến sĩ của Đại đoàn Đồng bằng Sư đoàn 390 Quân đoàn 1 sẽ tiếp tục phát huy những cái thành tích, những cái kết quả và phát huy những cái truyền thống vẻ vang đó để tiếp tục tiếp bước, nối bước cha anh, phát huy cái phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, quyết tâm khắc phục khó khăn và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong số hàng nghìn tài liệu hiện vật tại bảo tàng, có rất nhiều hiện vật trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử gắn với chiến công của hai đơn vị quân đoàn là Sư đoàn 308 và Sư đoàn 312 đã thu hút đông đảo nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đến tham quan, tìm hiểu. Vì thế, công tác tuyên truyền luôn được các nhân viên của bảo tàng tập trung thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Bảo tàng Quân đoàn 1 chúng tôi, tên gọi là Bảo tàng Binh đoàn Quyết Thắng. Đây là một cái loại hình bảo tàng lịch sử quân sự, là một cái địa chỉ đỏ rất là quan trọng để giáo dục truyền thống cho các đối tượng đến tham quan và học tập. Nói về chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ ấy, thì chúng tôi có rất nhiều những tài liệu hiện vật phản ánh cái chiến công thành tích của các đơn vị đã tham gia trong cái chiến dịch quan trọng này. Nhiệm vụ của chúng tôi là làm sao để giới thiệu được những chiến công thành tích của cán bộ chiến sĩ quân đoàn và chúng tôi lan tỏa cái thành tích đó đến tất cả mọi người, mọi cán bộ chiến sĩ để lấy đó làm động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Được nghe những câu chuyện lịch sử, được tận mắt ngắm nhìn những hiện vật rất đỗi mộc mạc nhưng cao quý, thiêng liêng trong chiến dịch như lá cờ quyết chiến, quyết thắng, những chiếc huy hiệu mà Bác Hồ đã gắn trên ngực áo cho các chiến sĩ, dây thừng kéo pháo, chiếc chăn xuôi, đối với mỗi cán bộ chiến sĩ trẻ thực sự là một trải nghiệm khó quên. Từ đó khắc sâu lòng biết ơn, lòng tự hào, tạo động lực mạnh mẽ để tiếp tục nỗ lực cố gắng trong học tập, rèn luyện và chiến đấu.